Mình xin kính chào các bạn. Nay mình ghi hình chiếc Mercedes 86 nha các bạn, hai cầu kéo thuốc lá đồng xin lỗi. Nay lâu rồi mình không có ghi clip, nay mình ghi clip trở lại nha các bạn. Nay là cũng cuối vụ thuốc rồi. Nay là chiếc Mercedes 2 cầu. Anh em ta đi giác là từ lúc 2 giờ khuya các bạn, giờ là trời sáng rồi. Mình mới ghi hình. Thuốc năm nay thì nó trời nắng khô ráo các bạn, không có mắc mưa như mọi năm. Đồng này là thuộc đồng của Xuân Lễ, xã Hậu Đức. Nguyên cánh đồng này là còn lại đám thuốc này là đám thuốc cuối cùng nha các bạn. Còn mấy đám bên này là người ta chuốt ngọn hết rồi các bạn. Mà năm nay là nông dân mình để cái lá chòi này nó lên bông vậy nè, để người ta thu hoạch, ta hái lá chòi lại tiếp nha các bạn. Còn cái đám này là đám cuối cùng, công bẻ bẻ trước rồi, giờ là anh em người ta đi theo sau người ta giác. Cái này là công bẻ, người ta không đi gom mà công giác tự gom giác luôn nha các bạn. Cái này trong phút mình hơi khó ghi hình các bạn. Phút trong cái phút hơi khó ghi hình. Xe bắt đầu đang tới rồi, cho anh em giác lên tiếp tục các bạn. Cái đầu đang tới sắp đầy rồi, nước lá mình cũng có ghi hình. Đi tròn ngang này nó giật dữ lắm các bạn. Thường là mỗi năm mấy cái lá chòi này nè các bạn, và người ta bỏ luôn và chỉ lấy cây bào thôi, mà năm nay là người ta đem cái này ta ba phơi nha các bạn, phơi khô bán. Nay là lá chòi nó có giá tới ba mấy ngàn ký, sẽ là ngàn tới cũng sắp xong nha các bạn. Phất cái thuốc mình khó ghi hình. Rồi, ra tới đường ra luôn nha các bạn, đây khỏi đám. Đầu qua mưa. Rồi, giác mấy giác này nữa lên là xong nha các bạn. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem các bạn thấy hay, thấy thích thì cho mình một like và một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Chúc các bạn ngày xem video vui vẻ.
luôn. Đóng ra.